Nhìn về bề ngoài thì đây chỉ là mấy con thú nhồi bông ở khu vui chơi, nhưng thực chất nó đã bị linh hồn của quỷ nhập vào. Mỗi năm chủ của khu vui chơi sẽ phải cung cấp cho chúng khoảng 1.000 mạng người, nếu không nó sẽ không để cho gia đình ông chủ được yên. Thanh niên này đen đủi đã bị ông chủ khu vui chơi nhốt vào bên trong, để biến anh thành vật hiến tế cho đống thú nhồi bông. Từ đó anh phải liên tục chiến đấu giành lấy sự sống. Liệu anh có thể tiêu diệt được hết đám thú nhồi bông và thoát được ra bên ngoài hay là trở thành vật hiến tế cho bọn chúng? Muốn biết được cái kết thì mời các bạn hãy cùng mình theo dõi hết bộ phim này nhé. Trong lúc đang lái xe qua một thị trấn nhỏ, xe của Paul đã không may đi trúng dây thép gai của ai cố tình để giữa đường. Điều đó đã khiến xe của anh bị hỏng. Không cần gọi thì lúc đó cũng đã có một chiếc xe cứu hộ đi đến. Đúng lúc Paul cần liền chặn đầu xe lại để nó chở xe của anh đến xưởng sửa chữa. Đúng lúc vừa đến xưởng thì cũng có một cô gái vừa bị cảnh sát bắt. Cô ấy tên là Hannah, vừa có ý định đốt khu vui chơi Willy bị bỏ hoang ở trong thị trấn nên đã bị cảnh sát bắt lại, rồi nhốt cô vào một căn nhà bỏ hoang. Lúc này xe của Paul cũng đã sửa xong, cái giá mà anh phải trả là 1.000 đô, nhưng thợ sửa không nhận tiền tài khoản vì ở thị trấn không có cây rút tiền, nên anh sẽ phải kiếm 1.000 đô tiền mặt để trả cho ông. Thấy anh không có tiền, chủ quán đã giới thiệu cho anh một công việc. Ông đã đưa Paul đến gặp chủ của khu vui chơi Willy, nơi đây bị bỏ hoang cũng đã cả chục năm, giờ sắp hoạt động trở lại nên cần người dọn dẹp. Chỉ cần anh làm việc trong khu vui chơi này một đêm thì sẽ được trả 1.000 đô. Đang cần tiền để sửa xe nên Paul đã đồng ý. Ông chủ liền đưa anh vào trong. Sau khi đưa cho anh một bộ đồng phục thì ông cũng đã rời đi, để Paul ở lại một mình dọn dẹp ở đây. Mà lúc này nhóm bạn của cô gái Hannah đã tìm đến chỗ cô bị nhốt, liền phá còng tay cứu Hannah. Không hiểu khu vui chơi bỏ hoang kia có gì nguy hiểm, mà sau khi biết được Paul đã bị đưa đến làm việc ở đó, nhóm người bọn họ đã quyết định đến đấy để giải cứu Paul. Bên này anh vẫn đang chăm chỉ làm việc, có vẻ khu vui chơi này có bí mật gì đó phía sau. Trong lúc anh đang làm việc, những con thú nhồi bông đằng sau liên tục cử động, nhưng đến khi anh quay đầu lại nhìn thì chúng lại ở im. Mà anh là một người khá kỳ lạ, cứ mỗi khi tiếng báo thức đồng hồ vang lên thì anh sẽ phải uống một lon nước sau đó thì mới làm việc tiếp được. Lúc này anh đã tìm thấy một máy trò chơi, may mà nó vẫn còn hoạt động nên anh đã có thứ để giải trí trong lúc làm việc. Trong lúc anh đang lau sàn, một con đà điểu nhồi bông đã lại gần phía anh, nó liền mổ cho anh một phát rách mặt. Điều đó đã chọc tức Paul, anh đã dùng chổi lau nhà đập cho con đà điểu một trận. Không ngờ bên trong nó thực chất lại là những cỗ máy chứ không phải thú nhồi bông. Tưởng sau chuyện này anh sẽ để ý đến sự nguy hiểm của khu vui chơi, ai ngờ anh chẳng hề quan tâm. Sau khi thay bộ quần áo mới thì lại tiếp tục làm việc. Đến khi quay ra thì những con thú đồ chơi kia lại liên tục nhảy múa. Nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ ngắt nguồn điện để chúng không nhảy nữa. Không ngờ nhà vệ sinh anh vừa lau sạch bóng, cả khu vui chơi cũng chỉ có một mình anh. Đến khi quay lại thì tấm kính trong nhà vệ sinh đã bị ai đó vẽ lên. Bỗng lúc này cũng đã xuất hiện tiếng nói. Anh đi kiểm tra từng nhà vệ sinh một, và rồi anh đã tìm thấy một con vượn đồ chơi. Nó đã lao ra tấn công anh, Paul đấm nó thì như mũi đốt inox, nên anh đã phải dùng đến cái thông bồn cầu, chụp vào mồm hất nó bay qua bay lại, rồi đạp một phát chí mạng vào đầu kết liễu nó. Sau lần này anh vẫn giữ bình tĩnh như ban đầu, nhưng lần này anh đã cẩn thận hơn, dùng băng dính cuốn quanh người làm áo giáp. Thường thường mọi người khi gặp phải chuyện này thì sợ hãi chạy mất dép, không ngờ là Paul vẫn không bận tâm, thậm chí vẫn nghiêm túc làm công việc của mình. Lúc này nhóm người Hannah cũng đã đến đây, cửa chính đã khóa, họ không thể vào từ đường đó, nên Hannah đã phải đi vào từ đường ống thông hơi, nhưng cô đã phát ra tiếng động để cho mấy mô hình thú kia để ý đến. Một con cá sấu đã lao lên tấn công cô, Hannah vội bỏ chạy thoát khỏi ống thông gió, dẫn cô đến một khu vui chơi không thể tìm thấy đường thoát. Lúc này một con búp bê đã xuất hiện, nó có khả năng dịch chuyển rất nhanh nên Hannah không thể tấn công được. Nghe thấy tiếng hét của cô, Paul ở bên trong đã tìm tới, hai người cũng đã gặp được nhau, mấy người còn lại cũng đã đi vào. Lúc này Hannah cũng bắt đầu nói cho Paul sự thật về khu vui chơi này. Thì ra trước đây nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng càng ngày càng xuất hiện những vụ mất tích trẻ em xảy ra ở đây, và khu vui chơi này được xếp vào diện khả nghi. Đến khi cảnh sát đến kiểm tra thì toàn bộ nhân viên đã chết, nhưng không phải là cái chết như những người khác, mà thực chất linh hồn của những nhân viên đó đã nhập vào mấy con thú đồ chơi đang tấn công họ. Và thực chất việc sửa xe không lấy tiền tài khoản của anh chỉ là một cái bẫy, để ông chủ khu vui chơi này cái Paul vào đây dọn dẹp để biến anh thành thức ăn cho những con thú đồ chơi. Trong hàng chục năm qua đã có vô số những nạn nhân bị ông ta lừa vào đây và không thể trở về. Nhưng khi nghe xong thì Paul vẫn tỏ ra mình chẳng quan tâm. Lúc này mấy con thú đồ chơi lại nhảy nhót, thu hút sự chú ý của mấy người họ. Để trong lúc không chú ý thì một con đâm Kevin từ phía sau. Hannah nhanh tay đẩy ngã nó để nhân cơ hội cho mọi người bỏ chạy, còn cô sẽ ở lại giữ chân. Nhưng một thanh niên đã chạy vào đúng ổ của chúng, liền bị ăn thịt ngay tại chỗ. Thanh niên còn lại thì đã ẩn náu không dám ra ngoài. Sau đó cậu ta đã gọi điện báo cảnh sát. Bà cảnh sát trưởng cùng với một thanh niên khác liền lên đường đến đây. Lúc này đã đến giờ uống nước của Paul. Sau khi uống xong anh lại phải nghỉ ngơi để cho nước nó ngấm. Sau đó thì mới đến giết con mô hình kia để cứu Hannah. Anh đánh đập nó một cách dã man, cuối cùng kết liễu nó bằng một nhát kiếm.
khiến cho Hanna chứng kiến cảnh này cũng hết cả hồn. Bên này một cặp đôi đang tranh thủ nướng khoai thì cũng đã bị một con tấn công. Thanh niên kia nằm dưới không thể bỏ chạy, nên cuối cùng anh ta đã bị con cá sấu ăn thịt. Cô gái kia định bỏ chạy thì cửa đã khóa. Đợi đến khi Paul cùng với Hanna phát hiện ra thì cả hai đều đã hẹo, con cá sấu thì vẫn còn đó. Paul liền lao đến túm tóc tạt tai tát tới tấp, sau đó thì banh mồm ra không cho nó cắn. Cuối cùng thì moi lấy con chip trong mồm để kết liễu nó. Còn thanh niên bên này đang ẩn náu thì đã có một con ếch đi đến. Nó liền nói rằng mình là một con quái vật tốt, nên anh cứ đi ra nó hứa sẽ không làm gì. Không ngờ nói thế mà thanh niên này cũng tin. Đợi đến khi Hanna đi đến thì đúng lúc thanh niên đó đã bị con ếch cho đi chầu Diêm Vương. Đang lúc nguy hiểm thì đồng hồ lại kêu báo đến giờ Paul phải uống nước. Thế là anh đã để Hanna ở đó một mình, còn anh thì đi uống nước, rồi lại chơi game để đợi nước nó ngấm. Bên này Hanna đánh mãi không lại con ếch, dùng dao đâm nhiều nhát cũng không có tác dụng. Đợi mãi Paul mới uống nước xong, lúc đó anh mới chạy đến dùng sợi dây quấn quanh cổ con ếch, thành công kết liễu nó để cứu Hanna. Lúc này cảnh sát cũng đã đến, nhưng không ngờ bà ta lại chĩa súng khống chế Paul, rồi còn xin lỗi mấy con thú kia, nói mình không có lỗi trong chuyện này. Thì ra sau khi mấy nhân viên khu vui chơi nhập vào mấy con thú, chúng liên tục ăn thịt người dân trong thị trấn, kể cả họ đã khóa cửa cũng không thể ngăn cản được. Thậm chí chúng còn kéo đến trường học ăn thịt toàn bộ học sinh trong trấn. Hết cách, bà cảnh sát trưởng đã phải thỏa thuận với chúng rằng chúng hãy để cho người dân của thị trấn được yên ổn, bù lại mỗi năm thị trấn sẽ cung cấp cho chúng vài người để ăn thịt. Nhưng họ không nỡ lấy người của thị trấn hiến tế cho chúng, nên họ mới đặt bẫy ở dọc đường để xe của người đi đường bị hỏng, xong đưa họ đến tiệm sửa và không lấy tiền tài khoản, rồi ép họ đến đây làm nhiệm như Paul, để nhốt họ ở đây làm thức ăn cho lũ thú. Cứ như vậy, trong 20 năm qua họ đã lừa cả nghìn người, nhốt họ vào đây để họ trở thành thức ăn cho đám thú mô hình. Giờ là đến lượt Paul. Sau khi khống chế thì họ đã đưa Hanna đi và vẫn để Paul ở đó một mình để làm thức ăn cho đám thú. Nhưng khi vừa ra đến ngoài chưa kịp rời đi thì không ngờ anh cảnh sát đã bị một con thú bắt lại. Sau đó thì ăn thịt anh ta, Hanna đã nhặt được súng của anh cảnh sát, nhưng đen đủi là đạn đã ở trong tay con thú. Hết cách, cô chỉ có thể dùng súng đập liên tục vào đầu nó, thế mà lại thành công hạ được nó. Lúc này Paul ở bên trong thì đã có thêm hai con búp bê đến, và lần này anh cũng chỉ cần hai cái huých vai là đã hạ được nó. Giờ cũng chỉ còn lại một con cuối cùng cũng là con mạnh nhất, nhưng Paul vẫn chưa động đến nó. Anh vẫn tập trung vào dọn dẹp để hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng được bao lâu thì anh cũng đã dọn dẹp xong toàn bộ khu vui chơi. Bà cảnh sát trưởng canh gác ở bên ngoài thấy anh vẫn còn sống thì vô cùng bất ngờ. Bà liền đi vào dùng súng khống chế Paul. Nhưng không ngờ ngay sau đó con thú cuối cùng kia cũng đã ra tay giết bà ta. Sau đó thì nó đã quay sang tấn công Paul. Nó liên tục cào nhiều vết khắp người anh, nhưng anh đã lấy mấy lon nước cho vào một cái túi làm vũ khí, dùng nó đập cho con thú kia ngu người. Chẳng được mấy nhát thì nó đã hẹo. Paul cũng vặt luôn cái đầu cho nó chết hẳn. Vậy là toàn bộ mấy con thú bị ma nhập ở khu vui chơi này đều đã bị Paul tiêu diệt. Sáng hôm sau ông chủ cũng đã đến. Cứ tưởng Paul sẽ không sống sót qua nổi đêm hôm qua. Ai ngờ khi nhìn vào trong thì toàn bộ khu vui chơi đều đã được Paul dọn sạch, nên hai tên bọn chúng chỉ có thể trả lại xe để cho Paul rời đi. Không ngờ là vẫn còn sót một con búp bê vẫn còn sống. Nó đã châm lửa đốt luôn cả nó với hai tên kia. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye.